Quý vị và các bạn đang được theo dõi, mình test cho toàn thể anh em tham khảo một cặp loa cũng được xếp trong bảng sách đỏ của những cặp loa quý hiếm trên thị trường đến từ Nhật Bản. Với cặp loa Daitone DS303G, một trong những model nổi tiếng và sở hữu cấu hình sang trọng nhất của hãng loa Daitone nổi tiếng đến từ Japan, nó có thể cạnh tranh với rất nhiều những dòng loa đến từ châu Âu hoặc đến từ Mỹ. Với chất âm đặc trưng của dòng loa này thể hiện tương tự như là những cái dòng loa ví dụ như là loa AR đặc trưng của giải trầm, kết hợp với ưu việt về phần trung âm và giải check trên model này và sở hữu cấu hình cực khủng thì chúng ta có thể thấy được rằng ngoài một cái vẻ đẹp sang trọng ra thì nó còn là một trong những cái tuyệt tác thưởng thức về âm nhạc mà khiến cho rất là nhiều những anh em sành nghe và khó tính nhất phải khuất phục bởi chất âm của những dòng loa này. Với cấu hình này thì tôi mời quý vị cùng quan sát chi tiết trước máy quay. Trong khi mà vừa quan sát thì tôi mời quý vị lại cùng tham khảo kể cả cấu hình bên trong của phần củ loa và chúng ta sẽ có những giây phút mà ngỡ ngàng với cấu hình của những cặp loa này. Nếu như để mà nhìn xét về một góc độ, độ đẹp và độ sang trọng trên cặp loa thì chúng ta mới chỉ thấy được một phần nào đó, và khi mà được chiêm ngưỡng cấu hình bên trong thì thực thụ quý vị sẽ thấy được nó sẽ xứng đáng cỡ nào. Với cặp loa Daitone DS303G đến từ Japan, sở hữu toàn thân của nó được thiết kế là thùng gỗ nặng và có trọng lượng lên tới 70kg trên cặp loa này. Tổng số nó được thiết kế tới 4 quả loa, trong đó một quả loa bát súp với đường kính 30cm và nó nặng tới 7,5kg cho quả bát súp siêu khủng. Sở hữu cái lỗ mũi cam sành và nguyên toàn thân của nó là xương đúc và sở hữu cái làm châm từ cực khủng mà hiếm có những cái quả súp bát nào, kể cả thậm chí ở phân khúc bát 40 có thể cấu hình khủng như là trên model Daitone DS303 đến từ Japan. Ở đây thì tôi đã thao tác tháo xong một cái củ bát cho quý vị cùng trải nghiệm. Ok, tôi đã tháo xong. Như vậy chúng ta điều đầu tiên có thể thấy được rằng trên cặp DS303 này sở hữu nguyên một cái bát súp 30 và nó có trọng lượng là 7,5kg. Đó, quý vị nhìn cái cân tôi đã chuẩn bị sẵn. Ở hôm nay là có cân là tôi thấy nó gấu quá nên là cho quý vị cùng trải nghiệm. Cái thùng của nó được nhồi chắc nịch bông phía bên trong. Đây là quả bát súp siêu khủng. Cái làm châm từ của nó nhìn như là một cái lô cốt. Quá đã. Đó, quý vị nhìn từ góc độ nào thì cũng thấy được cái làm châm của nó là quá khủng. Rất nặng, một tay không thể nhấc nổi cái bát này, 7,5kg. Đứng thì mới nhấc được, ngồi không nhấc được. Đây là cái nam châm của nó này, dòng nam châm đắt nhất trên các dòng nam châm trên thị trường. Đây của nó là một khối thép phía trên lưng và nó còn rất là mới. Bảy màu đấy ạ. Một vài cái lốm đốm chưa vệ sinh, bởi vì cái loa lâu ngày. Cái xương của nó đúc và nó, đây nó gọi là xương đúc này, làm nó rất là to. Thậm chí rằng anh em chơi tàu khựa mà nhìn thấy cái loa gấu như thế này thì cũng phải kinh hồn. Phía bên trong là cái nam châm và cái chống nam châm úp lên mặt phía côn từ bên trên, nó được thiết kế một cái tấm, đây là một cái miếng bằng đồng thau, nó xi mạ vàng. Đó, nhìn nó rất là long lanh. Không phải làm cho đẹp đâu ạ. Đây là vấn đề kỹ thuật của hãng, nó được tính toán một cái cách tỉ mỉ nhất trên model Daitone DS303. Quý vị thấy rõ không ạ? Một cái quả trung âm. Đây là quả trung của nó, đường kính đúng 18cm luôn. 18cm và cái lam châm từ của nó gần bằng cái mặt loa này. Nó tới, nó cách mỗi một cái rèm loa này thôi. Quý vị thấy đủ gấu chưa? Nhìn thấy cái quả bát này thì chắc chắn rằng nhiều anh em sẽ thấy giật mình. Cho dù rằng không quá đắt đỏ như là những cái dòng loa khác, nhưng trên cặp loa này thực sự nó là một trong những cái điều mà khiến cho anh em thấy rằng cực kỳ là giá trị. Không riêng vì gì về phần thẩm mỹ đẹp và sang trọng rồi, nhưng mà độ gấu và cái chất âm nó mang lại cho người nghe cực kỳ là tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị và anh em vừa trong khi chúng ta chờ trong giây lát thì tôi sẽ thao tác lắp cái củ loa này lại và quý vị lại cùng khám phá tiếp trên cặp loa này. Chuyển cái này ra. Bê cái củ loa này nó phê luôn, nhét hết bông vào đi. Nữa bên dưới. Đây,
rất nặng nề. Không biết dạo nặng 7 cân rưỡi. Ok, tôi đã thao tác 4 con ốc rất lớn, 4 con ốc 8. Thôi, không cần tháo trung âm, rất là mất thời gian, đoạn clip nó dài quá. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng quan sát ở cự ly gần nhất với cặp loa này. Nó còn mới tới 95%. Mới không thì chúng ta quan sát trực tiếp thì sẽ thấy. Với thùng gỗ lạng toàn phân, mặc dù rằng cặp loa này có trọng lượng 70 kg, nhưng quý vị sẽ không thấy được tất cả các góc cạnh của nó bị chầy xước và bị móp méo một chút nào. Đây là những cặp loa mà tôi được tuyển chọn cực kỳ là kỹ lưỡng. Từng cái nút điều chỉnh phân tần của nó còn đang sáng quắc. Với cấu hình của cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng công suất sở hữu ở mức trung bình. Nó ăn theo chế độ phân tần song song rất là nhẹ với 200W cho cặp DS303. Trong đó chúng ta thấy được rằng nó được trang bị một quả bát súp siêu khủng, đường kính là 30 và sở hữu cái mũi cam sành. Cái mũi này chúng ta nhìn cái vỏ quả cam sành thì nó thiết kế y chang như vậy. Trọng lượng 7,5 kg. Tôi không có điều gì để miêu tả thêm về quả bát súp này. Tiếng bát của nó rất sâu và rất mềm, tương đương như là của AR. Phần bên trên của DS303 được thiết kế một trung âm siêu khủng với đường kính 18 cm, nam châm từ xít soát bằng mặt loa. Và chúng ta cũng thấy được rằng những quả trung âm này trên hãng loa AR cũng được AR3 thì được thiết kế cái trung âm với cái hình dáng y chang như thế này, nhưng mà nó nhỏ hơn rất nhiều, mới đạt vào 10 cm, 12 cm. Trên DS303 này tới 18 cm. Quý vị đo đúng 18 luôn ạ. Trên 18 tôi gọi là 18 cm, nam châm từ tới 16. Một quả siêu check với đường kính 16 cm luôn. Và nó cũng có cái nam châm từ xít soát bằng mặt loa. Và phần bên dưới nó còn được thiết kế thêm một quả check titan. Cái màng của nó bằng chất liệu titan, cực kỳ là gấu. Phân tần của cặp loa này của nó là siêu khủng và được thiết kế tới 3 cái đúm điều chỉnh. Trong đó chúng ta sẽ thấy được rằng một điều chỉnh cho giải mic quả trung âm 18, một điều chỉnh cho quả check 16 cm và một điều chỉnh cho quả siêu check phía bên dưới. Như vậy chúng ta thấy được rằng nó có tới 3 cái volume và nó còn đang sáng quắc. Chúng ta có thể thấy được độ mới trên cái cặp DS303 Gold này. Nó còn mới tới 99%. Tất cả thùng vách. Phía sau lưng này, chúng ta quan sát lại cho nó rõ này. Sau lưng của nó là được thiết kế nó là thùng gỗ thông. Anh em thấy trên AR thì sau lưng của nó cũng hay có thùng gỗ thông. Cái mũi trung âm cũng giống như vậy, check cũng giống như của AR và lưng của nó cũng vậy, nó bằng gỗ thông luôn này. Nguyên một cái bảng hợp kim. Đây là cái bảng phân tần mà chúng ta thấy được rằng nó bắt tới 10 con ốc lớn, 10 con ốc 6 cho cái bảng phân tần siêu khủng này. Đường kính của nó là 25 cm, 25 x 15 cm, rất to. Cầu đấu dây này, từng con ốc của nó bằng đồng đỏ và nó xi mạ kẽm. Quả nhiều năm hoàn toàn không bị hàn. Từ cái tem cờ phía dưới chân của nó còn đầy đủ, còn đang đỏ chót, tem passer. Như vậy chắc chắn rằng trong đoạn clip này quý vị đã có câu trả lời với những cặp loa mà tại sao người ta được xếp hạng là nọt trong danh sách đỏ của những cặp loa quý hiếm trên thị trường audio. Mặc dù rằng được khai sinh đã khá lâu, nhưng với cấu hình mà chúng ta thấy được rằng trước máy quay, một cái cặp loa nó còn mới và gấu cũng như là đẹp như cặp DS303 Gold đến từ Japan này, thì chắc chắn rằng quý vị hoặc anh em sẽ rất nhiều những anh em mà dù rằng chúng ta có dùng hay không, quý vị vẫn phải kính nể cái cấu hình và chất âm của những cặp loa mà được người Nhật làm tỉ mỉ chi tiết tới từng con ốc và nó có độ mới như khui thùng, khiến cho căn phòng khách của anh em khi mà được trưng bày những cái cặp loa tuyệt phẩm nghe nhạc và cho trưng bày phòng khách này, tôi có thể nói rằng nó là một trong những cái đồ vật cực kỳ là hữu ích và sang trọng, thể hiện đẳng cấp của người chơi. Với chất âm cũng như cấu hình thì chắc chắn chúng ta trong đoạn clip này anh em cũng đã rõ. Với cặp Daitone DS303 còn mới và còn đẹp long lanh, nếu mà nói công bằng nhất thì tôi có thể nói luôn với anh em rằng để tìm kiếm được những cặp loa mà đẹp và còn nguyên bản như cặp loa trước máy quay này,
cực kỳ là hiếm hoi trên thị trường trong nước. Nâu nâu thì cũng thấy chạm gặp được một vài cặp, nhưng mà tôi có thể nói rằng hoàn toàn nó sẽ không được đẹp toàn diện và có giá trị như cặp nai trước máy quay. Trong phân khúc tầm tiền ở ngưỡng 17,5 triệu đồng cho một cặp loa siêu khủng nặng tới 70 kg, và với thông số cũng như là chất âm này, quý vị và anh em nào quan tâm được thì có thể can theo số điện thoại trên kênh của mình hoặc để lại tin nhắn trên kênh của mình và mình sẽ trả lời anh em sớm nhất. Về cơ bản thì chúng ta đã thấy rõ cấu hình cũng như là nội thất của cặp loa, và tôi cũng rất là mong sự quan tâm đăng ký kênh cũng như là ủng hộ chia sẻ của anh em audio trên toàn quốc với kênh chính và kênh phụ của mình, kể cả YouTube cũng như là Facebook của toàn Điện Máy Vũ Nam Định và toàn Audio Nam Định và Phi Hoàng Audio Nam Định. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xa em nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà ra diệt thế. Ôi câu ca nặng tình nặng nghĩa, có lúc nào em giận anh không? Có lúc nào anh giận em không? Để thương suốt cả ngày em giận. Khi xa nhau đêm ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương sâu dài thế. Anh nhớ ngày, anh nhớ đêm, giận mà thương xoáy lòng anh đó. Cùng chỉ để